xuất hiện Bạch Công Tử ngồi vỉa hè đội nắng đội mưa treo bảng tuyển tới 63 người vợ. Mới đây một đoạn clip ghi lại hình ảnh nam thanh niên ngồi trên đường phố Hà Nội, đầu đội mũ cao bồi, mắt kính đen, còn chân thì đi giày tây. Phong cách này khiến nhiều người liên tưởng đến Bạch Công Tử Bạc Liêu đầu thế kỷ 20. Điều được dân mạng quan tâm hơn hết là anh này đăng bảng tuyển vợ với số lượng lên đến 63 người, với yêu cầu không được tranh giành nhau. Nước ta hiện tại có 63 tỉnh thành. Theo thông báo tuyển vợ trên, vậy chắc mỗi tỉnh anh chàng sẽ tuyển một người vợ chăng? Ngoài ra, trên bản thông báo có cả song ngữ Việt Anh. Sự hài hước này làm cho người đi đường phải bật cười. Phía dưới bình luận, nhiều người còn chưa biết anh chàng Bạch Công Tử này hôm thì bán sách dạy làm giàu, hôm thì đăng bản tuyển vợ, mặc kệ nắng mưa, cứ ngồi đây như vậy một thời gian đã khá lâu. Thật sự là không biết anh trai này ngồi đây với mục đích gì, nhưng mà hành động hài hước này quả thật đã gây được sự chú ý không nhỏ từ dân mạng. Thật sự không biết anh trai này ngồi đây với mục đích gì, nhưng hành động hài hước này quả thật đã gây được sự chú ý không nhỏ từ cư dân mạng, đặc biệt là hình thức marketing có 102 của anh ta. Một số bình luận của dân mạng để lại: có G63 thì may ra lấy được cái 63 tỉnh thành. Mấy lần đi qua đây còn thấy treo bảng bán sách làm giàu, giá khởi điểm 1.117 tỷ. Đợt trước đi qua, tôi thấy bán cuốn sách làm giàu với giá 100.000 đồng, bạn sẽ trở thành Bill Gates nữa ấy. Hôm bữa đi còn tuyển nhân tài Việt Nam nữa cơ, rồi hôm đấy chưa có ô, hôm sau tuyển người cầm ô. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.